Vâng, xin giới thiệu với mọi người, đây là cây khuối tía nha. Nhiều người vẫn cứ nhầm lẫn cây khuối tía này, cái lá của nó dưới nó có màu tía nhé. Đó. Thế nếu như là mùa rét của nó đấy, mùa lạnh của nó ấy, thì là lá nó sẽ có tía nhiều hơn. Thứ hai nữa là khi mà ở cái chỗ nào mà trồng ấy mà nó ướm nắng ấy thì nó sẽ tía nhiều hơn nhé. Thế đây, lá nó mọc từ dưới gốc mọc lên, đây cây này, cây thân cứng này. Nhưng mà chỗ này là nó không trồng trong ướm nắng, nó trồng dại nắng nên là nó mọc nên là nó rất là kém, phát triển rất kém này. Đây, lá đây. Đấy, bên ngoài cái diềm lá nó có răng cưa này, răng cưa nhỏ. Đấy. Thế vào khi mà nhân giống thì chỉ cần cắt một đoạn như thế này, hoặc là 10 phân này, dâm vào là tự nhiên nó mọc lên rồi. Một cây này rất khỏe và nó ướm nhá, như chúng ta trồng những nán tán cây, hoặc là nhất là trồng ở vùng rừng trồng cây lâu năm thì là rất hợp. Đấy, em nhận diện đây, chính đây cây này là cây khuối tía nhá. Đấy, lá của nó đây. Thế mà khi mà chúng ta cắt một đoạn đi thì nó sẽ mọc lên hai mầm, hai nhánh, hai bịt như này. Đấy. Thế mà khi mà nó lớn thì chúng ta lấy lá để dùng. Thế công dụng chính của cái cây khuối tía này là chữa về bệnh trào ngược dạ dày nhé. Đấy, chúng ta nhìn rõ là một tía này. Ở đây có vài cây. Trồng ở chỗ nó không có cái tán lá che nên là nó phát triển chậm. Đấy, bây giờ nếu như mà chúng ta trồng trong cái chỗ ướm nắng thì cây nó phát triển rất là tốt. Đấy. Nhận diện đấy, đây có mấy cây, nó có cây này mới chết này, nó không chịu được nắng đâu, cây này chết thì không chịu nắng nhá. Nếu như mà trồng chỗ không có cái tán lá thì chúng ta là có cái bao, những cái xác bao ấy, màu đen ấy, là chúng ta có thể căng lên để chúng ta che cho cây khuối tía. Cây khuối tía rất là quý đối với bệnh đường ruột, trào ngược dạ dày là chính. Thế còn những cái bệnh liên quan dạ dày khác thì cũng là dùng rất tốt. Đấy, đây là hình ảnh của cây khuối tía nhé. Chúng ta nhìn bên dưới lá của nó là đặc trưng của nó màu tía, trên màu xanh. Đấy, để phân biệt gốc của nó đây. Đây là những cái mắt lá của nó, những cái lá này là lấy để dùng rồi. Cách dùng thì chúng ta dùng là lấy lá của nó này, phơi khô đi, phơi nhưng mà tốt nhất là phơi trong bóng râm tốt hơn, đừng phơi những cái ngày nắng to. Tiếp theo chúng ta khi mà khô rồi ấy, thì cắt ra, chặt ra tầm khoảng độ 2-3 phân. Thế sau đó thì cho vào sao vàng. Thế mà đun nước uống. Thì mỗi ngày thì lá khô nó tầm đun khoảng độ tầm 20g. 20g lá khô để đun uống hàng ngày, uống thay nước. Để điều trị bệnh dạ dày trào ngược. Thế và các bệnh liên quan dạ dày nhưng chủ yếu vẫn là cứ dạ dày trào ngược. Thế còn đối với các bệnh khác liên quan đường ruột thì cũng rất là tốt. Đấy, đây là cái hình ảnh của cây khuối tía. Đấy, nhìn mặt lá dưới nó một tí này, trên là màu xanh. Đây là trên lá này. Để chúc các bạn là chúc các bạn sử dụng để chữa bệnh thành công.